Một suất cơm ở trường học của tôi, đến trễ một chút là có thể không còn đồ ăn. Hôm nay có đậu hũ rau cải, bên này thì có nấm xào với đậu ve, bác này múc cho mình nhiều quá lát sợ ăn không hết. Bên đây thì cũng có thêm một loại rau khác đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, món tráng miệng là một trái cam đã được cắt sẵn rất hấp dẫn.